Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải bài tập 6.9, trang 12, sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau: so sánh các phân số sau: A nhỏ, -11/8 và 1/24, B nhỏ, 3/20 và 6/15. Vậy ở đây cô sẽ so sánh cặp phân số đầu tiên trong ý A. Trước khi so sánh hai phân số này thì các em cùng để ý cho cô này. Ở đây chúng ta có phân số thứ nhất là -11/8 và phân số thứ hai là 1/24. Thì ở đây cô sẽ sử dụng so sánh bằng cách là cô sẽ so sánh trung gian. Đấy. Hoặc là các em có thể quy đồng hai phân số này về cùng phân số có cùng mẫu dương rồi chúng ta so sánh cũng được. Đấy. Tuy nhiên thì ở đây cô sẽ sử dụng cách so sánh nhanh hơn, đó là so sánh trung gian. Đấy. Thì các em sẽ đánh giá giúp cô này. Phân số đầu tiên là -11/8. Đấy, chúng ta thấy phân số này có tử là số âm, mẫu là số dương. Nếu phân số có tử và mẫu khác dấu nhau thì phân số này sẽ là phân số âm, hay chúng ta còn so sánh được là phân số này sẽ nhỏ hơn không, đúng ạ. Đấy. Và tương tự như vậy 1/24, thì các em có thể để ý cho cô, 1/24 thì có tử và mẫu đều là số dương, nên phân số này sẽ là phân số dương và sẽ lớn hơn không. Đấy, từ đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng là một phân số thì nhỏ hơn không, một phân số thì lớn hơn không. Đấy, vậy thì đương nhiên cái phân số nhỏ hơn không là phân số -11/8, nó cũng sẽ phải nhỏ hơn phân số 1/24, đúng không ạ? Vậy ở đây ta có -11/8 sẽ nhỏ hơn 1/24, đúng chưa ạ? Đấy, vậy là bằng cách so sánh trung gian qua số 0 thì cô và các em đã thực hiện xong việc so sánh hai phân số ở ý A rồi. Vậy bây giờ đến ý B. Với ý B thì chúng ta không thể thực hiện như thế được, bởi vì là đây đều là hai phân số dương rồi. Rồi việc đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải đi quy đồng hai phân số này về thành hai phân số có cùng mẫu dương, rồi chúng ta thực hiện phép so sánh, đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên thì các em sẽ để ý giúp cô này. Ở đây chúng ta có phân số 6/15, chưa phải là phân số tối giản. Vậy thì để cho việc thực hiện phép tính của chúng ta thuận tiện hơn thì bước đầu tiên là cô sẽ rút gọn phân số 6/15 trước. Vậy ở đây ta có 6/15, cô sẽ rút gọn được về bằng cách là chia cả tử và mẫu cho 3 thì cô được là bằng 2/5. Đó, đến đây thì cô sẽ quy đồng hai phân số 3/20 và 2/5 về thành hai phân số có cùng mẫu dương. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện theo 3 bước. Bước 1 là tìm bội chung nhỏ nhất của hai mẫu, lúc này sẽ là 20 và 5, đúng không ạ? Đấy, thì sẽ chính là bằng 20 rồi, đúng không ạ? Bước 2 là chúng ta sẽ tìm thừa số phụ. Thì rõ ràng là phân số 3/20 có mẫu chính là 20 rồi, nên là chúng ta sẽ không cần quy đồng phân số này, mà chúng ta chỉ cần quy đồng phân số 2/5 thôi, đúng không ạ? Nên là cô sẽ tìm thừa số phụ của phân số 2/5 thôi. Đấy, bằng cách là chúng ta sẽ lấy 20, chúng ta chia cho mẫu của nó là chia cho 5, và các em được thừa số phụ chính là bằng 4. Đấy, và bước 3 là chúng ta quy đồng lên thôi. Khi đó này, 2/5 sẽ bằng 2 × 4 / 5 × 4, và chúng ta được là bằng 8/20, đúng không ạ? Rồi đến đây thì các em sẽ thực hiện phép so sánh cho cô hai phân số 3/20 và 8/20. Thì chúng ta chỉ cần so sánh mẫu, so sánh tử thôi, đúng không? Bởi vì là mẫu giống nhau rồi. Thì vì 3 nhỏ hơn 8 nên chúng ta được là 3/20 nhỏ hơn 8/20. Đấy, và từ đây cũng đồng nghĩa với việc là 3/20 sẽ nhỏ hơn 6/15, đúng không ạ? Đấy, bởi vì là 8/20 thì chính là 2/5, 2/5 thì cũng chính là phân số 6/15 rồi. Rồi như vậy là các em lưu ý nhé, trước khi mà chúng ta quy đồng hoặc là so sánh các phân số thì chúng ta phải kiểm tra xem là phân số đấy đã ở dạng tối giản chưa. Nếu phân số chưa ở tối giản thì chúng ta đưa về phân số tối giản, rồi sau đó thì chúng ta mới bắt đầu thực hiện yêu cầu của bài toán này. Rồi vậy là cô và các em vừa thực hiện xong lời giải cho bài tập 6.9. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.